Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Minecraft Skyblock và mình có một cái thông tin rất là quan trọng muốn thông báo cho các bạn biết. Và ok, trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra nhớ click đăng ký và kích cái chuông để cập nhật những video mới nhất và sớm nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu video thôi các bạn ơi. Ok, thì ngày hôm nay server của mình đã có một cái cập nhật rất là quan trọng, đó chính là từ bây giờ các bạn sẽ không thể nào sử dụng nước và lava. Không phải là không sử dụng mà là mình đã bỏ đi cái hệ thống nước và lava cộng mà sẽ tạo ra quặng rồi. Và từ bây giờ các bạn sẽ sử dụng là nước với hàng rào. Và có một số bạn đã làm theo cái máy farm của mình trong cái đợt trước ấy. Thì các bạn kêu đó là bây giờ làm cái máy farm đó rồi như thế nào. Thì bây giờ các bạn cứ đập đi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái máy farm mới sử dụng nước và hàng rào cực kỳ hiệu quả và vẫn sử dụng cái hệ thống lọc đó nha các bạn. Các bạn chỉ thay đổi lại một xí thôi là có thể sử dụng được rồi. Từ từ, trước khi vào thì mình sẽ đập hết mấy cái này cái đã, tại vì nó có khá là nhiều thứ. Mình sẽ đập đi. Bép 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 bép. Ok, thì trong tập trước á thì mình đã hướng dẫn các bạn cách làm cái máy farm ở đây đúng không? Thì cái hệ thống lọc của chúng ta nó sẽ vẫn giữ nguyên nha các bạn. Thì trong tập này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm gọi là nâng cấp cái máy farm lên bằng hàng rào. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm mấy cái hàng rào cái đã. Thì các bạn sẽ phải đi kiếm hàng rào và làm tầm 4 thôi. 4 tới 5 cái thôi là đẹp rồi. Mình sẽ lấy một cái bảng nè. Đâu rồi, mấy cái hàng rào đâu ta? Hàng rào nè. Rồi mình sẽ cần mấy cái này, mấy cái cục đá để chúng ta chặn lại. Trước khi ấy thì mình sẽ qua shop một cái. Tại vì qua shop chúng ta sẽ mua một vài cái món đồ nhẹ nhẹ các bạn. Ôi ôi, đây ở mưa nè. Bây giờ chúng ta sẽ mua khối. Mình sẽ mua khối màu đen. Stack, xác nhận, ok. Một stack thôi các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ làm nha, rất là đơn giản thôi. Thì trong tập trước các bạn đã thấy là mình có một cái đường nước như cũ. Thì tập này mình muốn là cái quặng nó sẽ xuất hiện ở ô này, tức là cái ô mình đang đập cái kính nè. Đó, thì mình sẽ để cái hàng rào ở đoạn này. Đấy, để cái hàng rào như thế này nha. Đấy, và các bạn có thể thấy là mình để 4 ô. Tại vì á, bây giờ quặng nó ra rất là nhanh, các bạn sẽ không thể nào đào kịp đâu. Thì bây giờ các bạn có thể là đặt một cái bảng ở ngay ô thứ 5 nha. 1, 2, 3, 4, ô thứ 5. Và bây giờ mình sẽ ốp lên, ốp lên, ốp lên. Và phải chặn lại nha các bạn. Tại vì ở trên này mình sẽ, mình thiếu một cái xô nước rồi. Ở trên đó mình sẽ đổ nước. Để mình đổ nước cho các bạn xem. Thì cái máy này nó vẫn hoạt động với cái, đây, đổ nước vào. Thì cái máy này nó vẫn hoạt động bình thường với cái hệ thống lọc mà mình đã hướng dẫn cho các bạn cách làm ở trong tập trước ấy. Rất là đơn giản thôi, các bạn đổ nước nè. Đấy. Đó, nó sẽ tạo ra quặng. Và ở cái đoạn này nè, nó sẽ không tạo ra quặng tại vì mình không có đặt hàng rào ấy. Thì các bạn có thể thấy là nó sẽ, đó, các bạn có thể thấy là nó có một cái tấm bảng và nước chảy như thế này. Thì khi các bạn đào ấy, thì các bạn phải ốp lên nha. Tại vì các bạn không ốp á, là nó, cái này nó sẽ bị kiểu như văng. Nó sẽ văng ra ngoài, các bạn ốp thêm một lớp nữa cho chắc ăn đi. Đấy, các bạn ốp một lớp như thế này nữa. Đấy, ốp lên. Trên bề mặt như thế này là gọi là gần rồi á, gần hoàn thành rồi á. Bây giờ mình sẽ đập này luôn. Bây giờ chúng ta sẽ ốp này lên. Đấy. Rồi, ở đoạn này thì các bạn bây giờ có thể đứng farm ok rồi đó. Thì nó sẽ vẫn chạy xuống dưới để mình đứng mình farm cho các bạn xem một tí. Nhưng mà trước khi farm ấy, để tránh mà nó bị văng ra ngoài á, thì các bạn nên có thêm một cái cửa. Đó, một cái cửa gỗ và các bạn sẽ đóng ở đây. Đó, khi mà đóng lại thì nó sẽ không có văng ra nữa. Đấy, các bạn cứ đào thôi. Và cái nước ở trên ấy, nó sẽ chảy và nó sẽ tự động gọi là chạy xuống dưới. Đây các bạn coi nè, bây giờ hệ thống mình sẽ tiếp tục nấu. Đấy, chính xác, tại vì khi mà chảy vào thì nó mới nấu được, không chảy vào thì làm sao nó nấu đúng không. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái rương để cho các bạn xem. Bây giờ đây nè, đây là 10 cái nha, 33 và 12 và 4 cũng như là 37. Thì các bạn nhớ kỹ những cái con số đó nha. Bây giờ mình sẽ thử đứng đây đào trong vòng tầm 2-3 phút thôi. Đấy, các bạn nhớ cái kỹ con số nha. Đấy, lúc nãy là hình như là đá đỏ là 37 ấy. Thì mình mới vừa đào nè. Thì trong người mình không có đá đỏ nha các bạn. Đấy. Thì khi bạn làm như thế này thì nó vẫn kết hợp hệ thống lọc và hệ thống tự động nấu các thứ bình thường. Không có gì xảy ra cả. Chỉ có điều mình đổi lại cái kiểu là
nước nước với lava thì bây giờ sẽ thành là nước với lại hàng rào, tại vì khi lava nó chảy nó sẽ làm cho server bị delay, mà nhiều đảo thì sẽ dẫn tới delay rất là nhiều, cho nên mình quyết định là chuyển sang thành cái máy như thế này để các bạn có thể là không có bị delay quá nhiều ấy. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ xuống cho các bạn xem nha. Bếp. Thấy chưa? Lúc nãy là 37 đúng không? Giờ là 53 và đấy, 14, nãy là 12, 14, tức là hệ thống của chúng ta hoạt động hoàn toàn bình thường. Không có gì mà gọi là sai sót, tại vì có một số bạn kiểu như là kêu là đập máy fan, đập máy lọc đi, tại vì nó không có lọc được nữa. Thì các bạn đã sai rồi, tại vì các bạn không chịu suy nghĩ. Đấy, ngày hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm đấy cho các bạn hướng dẫn để các bạn khỏi bị bỡ ngỡ nữa. Đấy, các bạn nhớ đặt như mình nha, tại vì đặt như mình là nó không có bị văng những cái quặng ra ngoài. Nếu các bạn không đặt như mình ấy thì nó sẽ bị bắn những cái quặng ra ngoài, nó không có chảy xuống dưới nước đâu các bạn. Và nếu như bạn nào không muốn nhặt đồ thì cũng được thôi, các bạn có thể là bỏ đi, bỏ mấy cái full rune đi cũng được, nhưng mà mình thôi, mình cứ nhặt cũng được. Ok, thì đó là cái máy farm rất là đơn giản luôn các bạn, cực kỳ là đơn giản luôn ấy. Thấy không, các bạn thấy không? Bây giờ chơi Skyblock thì các bạn sẽ làm cái máy farm này và nó hoàn toàn không bị mất quặng nữa các bạn. Bạn cũng không cần sử dụng piston luôn. Đó, thì mình cũng giảm tải một số lượng lớn piston thì nó sẽ giúp cho server chạy hoạt động được mượt hơn, trơn tru hơn để các bạn có thể trải nghiệm một cách tốt hơn. Đấy, bỏ bớt piston đi là ok, bỏ bớt đá đỏ đi, sử dụng những cái thứ không cần tới đá đỏ, tại vì nó khá là gọi là khi mà sử dụng đá đỏ nhiều nó sẽ khá là lắc các bạn à. Đấy, bây giờ mình sẽ đứng đây AFK. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể làm những cái loại farm khác, farm lúa, farm cà rốt, khoai tây, mía, cacao, các thứ, nói chung là shop bán cái gì các bạn có thể làm farm cái đó. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, mình đào rất là đã luôn các bạn, tại vì cái các bạn thấy không, đào chỉ được có một cục thôi. Tại vì cái quặng nó ra rất là nhanh, nó làm cho các bạn đào cúp mình là cúp mát rồi, hiệu sức 5 rồi, nhưng mà vẫn không có thể nào mà kiểu như là đào vô được cái cục thứ hai luôn á. Cái quặng nó đi ra rất là nhanh. Đấy. Nhanh dễ sợ luôn á. Mức này thì nó ra rất là nhanh, tại vì cái này là login người ta viết thêm ấy, chứ hoàn toàn là không có tính năng này. Minecraft làm gì có tính năng mà quặng lộn hàng rào với lại nước mà tạo ra một cái loại khoáng sản nào đó đúng không? Thì cái này là viết thêm, cho nên cái thời gian delay thì nó sẽ ít hơn, nó ra rất là nhanh. Còn thay vì cái kia nó phải tuân thủ theo quy định quy luật của Minecraft, cho nên nó sẽ bị khá là chậm các bạn. Đấy. Cho nên mình phải làm video để giải thích cho các bạn biết và giúp cho một số bạn không biết làm máy farm ấy thì có thể làm máy farm để chơi một cách gọi là ngon lành nhất. Để mình coi top tiền nhiêu à. Mấy ông này đu ghê lắm. Wow, top tiền 25 triệu. Wow, ông bỏ xe ông thứ hai tới 13 triệu. Wow, còn ES top thì sao? Hiện tại ES top 1 đang là 18.000 level. Thì các bạn có thể biết là server của mình không có đặt block để lên level. Các bạn phải mua level bằng money đó. Các bạn cứ farm money là bạn sẽ có tất cả. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cập nhật thêm nhiều tính năng mới thú vị hơn để các bạn có thể trải nghiệm. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái server chất lượng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy mấy cái quặng này đi bán các bạn ơi, tại vì mình kiểu như là mình đã đào cũng khá là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ bán hết cái đống này và sắp tới mình sẽ cập nhật thêm cái hệ thống tự động bán luôn. Các bạn có thể sử dụng lệnh để tự động bán cho nhanh, không cần phải ra shop bán. Đấy. Nhưng mà chắc là phải cũng như là tốn một khoản chi phí khá khá các bạn nghe. Chứ nếu mà miễn phí như vậy thì đâu có bạn nào mà chịu mà đi ra ngoài, kiểu như không có đi ra ngoài ấy nữa đó, không có đi ra ngoài spawn ấy. Tại vì mình muốn các bạn đi ra spawn để kiểu như là vận động tay chân một tí, chứ còn không ra thì nó hơi buồn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ gọi là gì ta, bán hết cái đống quặng này. Không biết là mình bán hết cái đống quặng này thì mình được bao nhiêu nữa đây. Mình nghĩ là cũng được rất là nhiều tiền ấy, tại vì mình đào cũng khá nhiều. Cho nên mình nghĩ là mình bán hết cái đống quặng, mình sẽ dọn dẹp mấy cái rương này luôn. Mấy cái rương này mình để đồ hơi lung tung các bạn. Đấy, dọn dẹp hết. Chỗ cái nào mà còn để đồ là mình hốt hết ha. Hốt mình đi bán hết cho nó nhanh. Đấy, cái đỏ này, cái đỏ nó đủ các thứ này.
bên này than này, còn gì nữa không ta? Than hết rồi. Này hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ gọi là bỏ vào đây cho nó nấu sắt với vàng lên các bạn, tại vì cái máy này nó muốn hoạt động thì nó cần phải kiểu như là bít tông ở sau ấy, nó giữ lại, cố định lại, cho nên khi mà phải có đồ vào á thì nó mới hoạt động tiếp được. Đấy, rất là nhiều đồ luôn. Bây giờ mình sẽ ra shop bán cái đã, để mình coi mình bán hết cái đống này mình được bao nhiêu tiền nha các bạn. Wow, đây là đợt bán cuối cùng các bạn. Phép. Và mình có 441.000. Bây giờ mình sẽ về ES phát, tại vì mình sẽ coi thử mình dưới mình cần bao nhiêu cái hopper nữa để mình làm cái máy farm xương rồng nó to lên. Đấy, các bạn có thể thấy là cái máy farm xương rồng của mình càng ngày càng to. Và đúng rồi, mình bán xương rồng luôn đi. Mình cần bao nhiêu cái hopper nữa ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, mình sẽ cần 6 cái hopper nữa. Và xương rồng, các bạn coi đi, nó có rất là nhiều xương rồng luôn. Hy vọng là mình làm hết được cái đống này thì chúng ta sẽ kiểu như là giàu to. Một rương là được 17k, 10 rương là 170.000. Ok, mình cần 6 cái hopper đúng không? Mình sẽ mua 6 cái luôn. 5, 6. Không biết là mình 6 cái là 150, 150 ngàn là mình còn 300. Thì bây giờ mình sẽ ESCB, mình sẽ mua luôn level luôn. Mình sẽ nâng 1, 2, 3. Mình sẽ nâng 300 level cho ES của mình. Và bây giờ mình ES level. Đó, nó đã lên 800 level rồi các bạn thấy không? Nhanh không? Đấy, trời ơi, chỉ cần farm một tí thôi là nó sẽ lên level ngay. Không biết là mình vừa đủ luôn các bạn ơi. Tuyệt vời. Đấy, sau này mình sẽ làm cái lệnh auto sell, tức là nó sẽ tự động nó bán hết luôn. Các bạn đứng vậy, các bạn chỉ cần bấm lệnh thôi là không cần đi qua shop luôn. Nhưng mà cái này thì chắc là phải là VIP một tí thì mới sử dụng được chứ, đúng không nè. Ok, và mình cũng có kế hoạch xây dựng đảo trong thời gian sắp tới rồi. Mình sẽ làm thêm một cái tầng ở trên nữa. Những cái tầng ở trên á là chỉ để dành để xây dựng thôi. Còn mấy cái tầng dưới này là làm mấy farm phủng các thứ các kiểu đấy. Và phải làm cho cái xương rồng này nó to ra nữa các bạn, để kiếm được nhiều tiền hơn. Hệ thống nấu của mình trong đây giờ toàn đá không? Thích thì các bạn có thể nấu đá, nhưng mà chắc là mình không nấu đá đâu. Bên này vẫn còn mớ kiểu như là ấy nè, mấy cái quặng nhỏ nhỏ, nhưng mà thôi, không cần thiết. Đấy, các bạn có thể thấy là đảo này là 50x50 các bạn. Từ nha, để mình coi thử cái tầng này cao khoảng bao nhiêu, tại vì mình sẽ cần phải đúng rồi, mình chắc là phải cần nấu đá đó các bạn. Để bây giờ mình lấy hết cái dãy. Wow, đúng rồi, bên này còn một mớ đồ mình chưa lấy nữa. Nhiều khi mình đập mấy này ra mình lại có thêm khoáng sản nữa thì sao. Đúng rồi, trong đây bữa mình nấu mình chưa hơ đừng rớt ra ngoài, mình nấu mình chưa có lấy lại các bạn ơi. Sắt với lại vàng khá là nhiều. Wow, rồi đấy, được thêm một mớ than với sắt với vàng nữa. Còn mấy cái rương này thì chắc là lấy lại luôn, tại vì mình sẽ cần đem qua bên này để nấu đá. Tại vì chúng ta sẽ cần có rất là nhiều đá để ốp một cái sàn ở trên. Và cái công việc xây dựng sẽ có thể là sẽ được livestream. Đấy, không biết là các bạn có thích mình livestream không? Các bạn nhớ để lại comment cho mình biết là các bạn có thích không nha. Tại vì mình không có biết được ấy, thì các bạn cứ để lại comment nha. Mình sẽ đọc cũng như là sẽ thả tim cho các bạn. Đấy, thả tim từng người một. Các bạn cứ yên tâm, ai cũng có phần cả. Ok, thì ngày hôm nay mình cũng muốn là quay video clip này để giới thiệu cho các bạn biết cái tính năng mới nâng cấp, đó chính là hàng rào và nước, để tạo ra quặng cũng như là việc kết hợp giữa cái máy farm mới này với lại cái hệ thống lọc và tự nấu đồ của mình. Thì ok, nếu như bạn nào thích cái video này thì đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video ủng hộ cho mình nha. Ngoài ra nhớ click đăng ký và kích vào chuông để có thể nhận những video mới nhất và sớm nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Bye bye.